Chào mừng các bạn quay trở lại với GameHub.vn. Ngày hôm nay mình sẽ gửi tới cho các bạn một game đua tốc độ cực hot có tên là Driver Speedboat Paradise. Vào game luôn. Trong game này các bạn sẽ nhập vai thành một tay lái cano cực kỳ cự phách lướt trên sóng biển và đi thăm những cái cảnh đẹp kỳ thú. Play. Mỗi một lần thì cái phông này nó lại thay đổi hình khác nhau khá ấn tượng. Mình đã mở được có Palm Beach, Miami, đều là những nơi rất đẹp. Sau tới sẽ là Bahamas, mình sẽ cố gắng. Bây giờ vào Palm Beach. Các bạn sẽ phải mất một lượng bình xăng ấy, cái bình đỏ đỏ trên này này, nhất định để được chơi các lượt. Mỗi một cái cảnh đẹp như vừa rồi là Palm Beach thì sẽ có các cái level, ví dụ như Trial Classic từ dễ đến khó. Đấy, cái việc tốn một cái lượng dầu như thế này nó cũng sẽ chi phối cái lượt chơi của các bạn. Nếu như hết thì các bạn sẽ phải đợi. Nào, vào game. Các bạn có thể sử dụng nút điều hướng hoặc là lựa chọn cách xoay iPad, xoay điện thoại để chơi được game này. Đấy, nhưng mà ai thường xuyên chơi đua tốc độ rồi thì sẽ không lạ lẫm gì với kiểu chơi này cả. Nó cũng giống như các bạn đua ô tô thôi. Các bạn phải cố gắng ăn được những cái hình tròn tròn màu vàng này, vì nó chính là những cái thanh tốc độ ấy mà trong quá trình đua các bạn sử dụng nó thì các bạn sẽ bứt tốc và sẽ kiểu vượt qua được những chiếc cano khác, vươn lên vị trí số 1. Đây mình sẽ sử dụng nó cho các bạn xem. Ôi nhưng mà mình chơi hơi dốt. Nào, cố lên. Ngoài cái hình tròn về tốc độ này ra thì sau này các cửa khác thì các bạn còn có thể gặp hình tròn về sửa chữa xe này hoặc là kiểu hồi mạng các kiểu. Ôi mình hay bị đâm vào tường lắm, chơi siêu dốt luôn. Nào, một cú bay qua cầu thì là đỉnh cao. Game này có phần âm thanh và phần đồ họa đều cực kỳ ổn. Âm thanh thì có những cái bản nhạc vô cùng chất này, tạo hứng khởi cho người chơi. Trong khi phần đồ họa thì cũng rất là sinh động, những cái pha kiểu nước các thứ bắn vào màn hình ấy. Mình cảm thấy chơi này nó thú vị hơn là đua ô tô. Nào, game này hiện đang đứng top ở trong App Store, rất là nổi tiếng đấy các bạn ạ. Cố lên. Nó cũng hiện một cái bản đồ này nhỏ đây để cho các bạn xem mình đang đứng ở đâu trong các xe. Đấy, kết thúc một level thì các bạn sẽ nhận được số sao và cũng có thêm một khoản tiền nho nhỏ. Đây là 1.000 đô cộng với 100 XP. Ôi, muốn bắt ra ngoài. Xem nào, quýt. Đây, để cho các bạn xem các cái option khác nhau. Post này thì sẽ giúp các bạn là tân trang lại cái xe của mình, nâng cao về tốc độ này, kiểu năng lượng, phanh thiết các thứ. Customize này thì là sơn sửa cho xe này, thay đổi các chi tiết về ngoại hình, bên cạnh này đèn đóng các kiểu rất là đẹp mắt. Đấy, bên cạnh đó thì là các bạn cũng có thể kết nối Facebook để cùng đua với các bạn bè của mình, rất vui. Bảng xếp hạng. Rồi là các cúp đã đạt được, mình mới đạt 2 cúp thôi, chơi hơi dốt. Hy vọng là các bạn sẽ có được những cái giờ phút trải nghiệm tuyệt vời với lại cả Speedboat Paradise. Và đừng quên ủng hộ các thông tin của GameHub.vn nhé.